Những sự thật vô dụng mà bạn không cần phải biết. Một trong những mật khẩu phổ biến nhất là mật khẩu giỏi lắm loài người. Ê, đố mày nè, quả trứng hay con gà có trước? Quả trứng hả? Sai rồi, con gà. Hả? Ai bảo? Là ta. Theo kinh thánh, con gà có trước quả trứng. Con người là loài động vật duy nhất không có xương cốt ếch có thể ói ra dạ dày của mình, làm sạch nó và nuốt vào lợi. Mày là đồ ăn kích. Cô là con ăn phân của mẹ mình. Bà là đồ ăn kích. Mèo mẹ ăn phân của con mình. Sao biển không có não? Giống như bà. Một người đàn ông từng cắt đi nấm vớ của mình vì cho rằng nó quá là vô dụng. Bà cảm thấy như là mình đang ở dưới 7 tỷ người. Đừng lo, bà đang ở trên 100 tỷ người lận. Hạ Sâm chiến đấu bằng cả tấm lòng. Có hơn 200 xác chết ở trên đường lên đỉnh Everest và sự thất vọng ở trên đường lên đỉnh Olympia. Rốn của bạn từng là cái miệng của bạn. Đây là hình ảnh của một đứa trẻ chưa mọc răng. Người bình thường, tôi ăn gà. Quý tộc, tôi ăn hậu vệ khủng long. Mực và bạch tuộc có 3 trái tim. Còn bạn chỉ có một cái mà cũng đem giao cho bằng được. Chó cảm tử từng được dùng trong chiến tranh. Mày lo cầu nguyện cho thế giới này hòa bình đi. Mặt trời sẽ nổ tung trong vòng 5 tỷ năm nữa. Trái đất sẽ bị lụt và có nguy cơ là bạn sẽ bị lụt trước đó. Bởi chiến tranh, dịch bệnh, thiên thạch hoặc là tổng thống Mỹ lỡ tay để lên nút thay hạt nhân. Ai cũng sẽ chết, không có gì quan trọng. Ây da, hơi trầm cảm mà. Tốc độ truyền tin của hệ thần kinh là 322 km/h. Điều đó có nghĩa rằng người càng cao thì càng lâu nhận tín hiệu. Còn đối với những người không có cổ thì đó không phải là vấn đề. Bạn là một ngôi sao, đúng nghĩa đen. Khi một ngôi sao phát nổ, nó sẽ tạo ra các nguyên tố trong cơ thể bạn từ Hero và Heli. Hạt bụi nào, hoa kiếp thân tôi. Oh, nó là cái bộ này nè. Tất cả nước mà bạn uống đều từng chu ra một cái giòi. Hình khủng long. Bạn không thể vừa thè lưỡi vừa thở. Thử đi. Bị lừa như một con chó. Mèo không thể cảm nhận được vị ngọt. Một người trung bình có thể dành nhiều thời gian để đi vệ sinh hơn là tập thể dục. Mày làm cái gì mà trốn trong nhà vệ sinh hoài vậy? Sao không ra ngoài đi thể thao đi? Con đang thể thao mà. Thể thao điện tử. Mỗi một giờ trôi qua ở Việt Nam, 60 phút trôi qua ở châu Phi. Bạn không thể vừa mở mắt vừa hát xì. Ấy của tôi là có thể đó. Nhưng mà ai lại làm vậy cơ chứ? Bạn có thể đủ mũi bằng cách chơi nhạc quẩy. Nước bọt của một người trong suốt cuộc đời có thể làm đầy được hai hồ bơi. Cướp biển không chỉ mang bịt mắt vì họ mù. Khi họ rơi vào một tình huống phải chiến đấu ở trong bóng tối, họ chỉ cần mở cái mắt còn lạ thôi, không cần phải tốn thời gian để làm quen nữa. Bạn có thể biến bơ lạc thành kim cương. Nếu như bạn đủ thông minh, lũ quạ rất là thù dai. Tất nhiên là đứng sau bạn gái cũ của tôi. Biết gì không? Ốc sơn có răng. Đa phần những chú ve sẽ trốn dưới lòng đất 17 năm chỉ để hét vào mặt bạn đúng mùa hè rồi chết ngấm. Răng là phần cơ thể duy nhất của con người không thể tự hồi phục được. Nên là nhớ nó răng buổi sáng và buổi tối nha các bé. Baby girl, gọi anh là Honey vì anh không hư. Chúng ta chỉ có ngã 3 và ngã 4 chứ không bao giờ có ngã 1 và ngã 2. Sao Kim là hành tinh duy nhất xây cùng chiều kim đồng hồ. Người ta từng dùng múa làm đơn vị tiền tệ. Ủa, chứ không lẽ người nhà là người nghèo à? Á, con gì dễ thương vậy? Mình sẽ đặt tên cho nó là Jun Jun Kun. Ngày hôm sau. Một con chuồn chuồn chỉ sống được 24 giờ.